cho anh cơ hội đi. Cơ hội một lần này thôi. Anh hứa với em là nếu như mà anh có làm sai cái gì, anh thiếu sót chỗ nào á, em chỉ cần nói ra, anh sẽ sửa đổi mà. Khỏi. Anh khỏi sửa gì hết. Anh chỉ có một điểm sai duy nhất thôi. Đó là anh nghèo. Sao mà nói cho tôi được? Tóm lại là bây giờ tôi không muốn quen anh nữa. Mình chia tay đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Ok. Thôi được rồi. Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng mà em có thể nào coi như đây là một lần gặp mặt cuối cùng. Em cho anh xin một phút được không? Anh okay. Còn nhiều chuyện. Tôi cho anh thêm 30 giây nữa luôn á. Nói gì nói đi. Anh xin lỗi. Để anh xin. Alo. Cái gì vậy? Sao mà có nhiều đó làm cũng không xong là sao mày? Hả? Tao đang có chuyện không vui nha, đừng làm phiền tao nghe. Thì mày chở nguyên cả thùng xốp tới. Một thùng không đủ thì hai thùng. Có vậy thôi cũng gọi nữa. Đem dây ràng tới luôn ông có nội ơi. Ừ. Có 60-70 kg thôi mà cũng lo không xong nữa. Phiền ghê. Tới lẹ giùm cái đi. Tới gọi tao. Có nửa tạ ghẹ thôi mà cũng lo không được nữa. Chán. Anh xin một phút thôi. Không, xin một... Anh không cần nói gì hết. Nãy giờ là em giỡn để em thử lòng anh á. Chứ thật sự em rất là thương anh. Nếu mà không có anh thì chắc em không sống nổi đâu. Mình vẫn yêu nhau nha. Anh uống nước đi anh. Được rồi. Nhưng mà anh không cần phải nói gì sao? Không, anh không cần phải nói gì nữa hết. Để em nói cho. Tại vì em cảm thấy là bây giờ là một túp lựu chanh, hai quả tim vàng. Em không quan trọng giàu nghèo. Một túp lựu chanh, hai quả tim vàng em vẫn sống hạnh phúc được. Nói đi anh. Em có thích ăn ghẹ không? Hả? Em có ăn ghẹ không? Ghẹ? Ghẹ biển á. Ăn ghẹ hả? Ừ. Em ăn cái gì cũng được hết. Vậy thì tốt quá rồi, vậy chút nữa anh về anh luộc ghẹ cho em ăn nha. Dạ. Được rồi, anh no rồi. Em uống nữa. Thôi được rồi, anh no rồi.